Một thông tin y tế rất đáng chú ý liên quan tới vaccine. Theo Bộ Y tế, thời gian tới Việt Nam sẽ có thêm nhiều vaccine nội do trong nước sản xuất với tiêu chuẩn quốc tế. Cụ thể, năm 2017 sẽ có vaccine sởi rubella và vaccine phòng bệnh tả do virus rota. Theo dự tính, vào năm 2020 sẽ có vaccine 6 trong 1 vô bào nhãn hiệu Việt. Hiện Việt Nam đã sản xuất thành công 4 loại vaccine là viêm não Nhật Bản B, vaccine sởi, viêm gan A, viêm gan B có thể xuất khẩu toàn cầu. Còn 2 loại nữa đang chờ Nhật và Mỹ chuyển giao công nghệ. Việc phối trộn các loại vaccine này cũng đang cân nhắc. Thực tế hiện nay, nguồn cung cấp vaccine dịch vụ ở Việt Nam còn hạn chế, giá bán cao. Không chỉ vaccine 5 trong 1 có giá hơn 700.000 đồng một liều, mà cả vaccine rota phòng tiêu chảy do virus rota cũng có giá là 700.000 đồng một liều. Dù Bộ Y tế nghiêm cấm việc buôn bán vaccine, cấm tăng giá, nhưng ngoài thị trường các thông tin về vaccine dịch vụ vẫn nhiễu loạn.